Xin mến chào quý vị và các bạn. Rất vui khi được các bạn ghé thăm kênh của mình. Hôm nay mình đi đến huyện Châu Thành A, chỗ nhà của anh Sơn, để giới thiệu đến quý vị và các bạn một số cây phôi mai tại đây. Rồi, chào anh Sơn ơi. Chào anh Tấn, anh Tấn. Rồi anh đầu tiên xuất hiện cho anh giới thiệu, tự giới thiệu đi. Dạ, mến chào tất cả các anh em gần xa. Cũng chúc anh em một ngày sức khỏe vui vẻ. Cũng rất cảm ơn anh em đã cũng vừa ủng hộ mình vừa clip vừa qua. Và hôm nay mình cũng có lên khoảng 14 phôi mai vàng đó, cũng rất mong anh em ủng hộ cho mình. Dạ, rồi vậy mình vào nhà ha anh. Dạ. Rồi rồi. Rồi anh, cái địa chỉ mình cụ thể là gì anh? Dạ, địa chỉ là ấp Trường Phước A, xã Trường Long Tây, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang. Rồi, đây nhà mình đang đây. Xung quanh là ruộng hết hả? Dạ, xung quanh ruộng. Rồi, bây giờ mình cũng giới thiệu một số phôi ha, hôm nay ha anh. Dạ, dạ. Rồi, bây giờ anh đứng bên nào Thuận? Đây cũng được. Đây Thuận hả? Đây cũng được, hay là bên nông cũng được cho anh ơi. Không, đi. Dạ. Rồi, đứng bên đó đi. Dạ. Rồi, cây số 1. Dạ, đầu phôi số 1. Phôi số 1. Đây. Rồi, anh quay nhanh tí cũng được. Rồi, cho thông số nè. Rồi, mình thân 22. Mai gì đó anh? Dạ, mai vàng của anh. Mai vàng mình bình thường thôi á. Dạ, dạ bây giờ. Rồi, cao. Cao 37. Cao 37. Rồi dạ. Qua quay vòng nó này nhanh tí. Rồi giá như là nó có cái mình như giá thú vậy nha. Rồi giá trên mặt bầu đó hả? Dạ giá nó giá phôi số 1 600.000. 600.000. Rồi phí ship sao anh? Phí ship bao phí ship toàn quốc. Bao ship toàn quốc luôn. Dạ. Rồi bây giờ anh đọc số điện thoại anh đi. Dạ số điện thoại là 0788 947 556. Rồi số điện thoại anh Sơn mình có ghi trên màn hình luôn nha quý vị. Rồi tiếp tục. Đây phôi số 2. Số 2. Tao qua ngọn đây đi. Không gì cũng được. Rồi cây số 2. Cái này nó cũng cái gốc đó, nó cũng hơi me lên hết trơn rồi nha anh em. Nó có hơi dáng hay bài bài. Dễ cũng có đều. Bài bài rồi đau hoành luôn nha. Giá mềm ha. Dạ giá mềm. Giá mềm anh em chơi. 24 anh ơi. 24. Dạ. Rồi, 24. Chiều dài của mình đó là tới ngoài này đó là 97. Rồi sang vòng anh. Rồi giá 700k. Dạ dạ. Giá là 700.000. Đế cũng có phải không? Dạ đế thì xuống cũng đều. Đều. Có đều hết trơn. Rồi 700.000. 700.000. Ship toàn quốc luôn. Dạ. Đổi cây luôn. Dạ, đây là phôi số 3. Phôi số 3. Nó cũng da me hết trơn nha mấy anh, nó cũng dáng cũng rồi, cũng có chi cành. Rồi, đã rõ, cho chiều cao trước đi anh. Chiều cao 68. 68. Rồi. Hoành 20. Rồi, hoành 20. Rồi, quay. Này có giá 700.000. 700.000. Bao ship. Số điện thoại mình là 0788 947 556. Rồi, đã rõ, đổi cây. Đây phôi số 4. Phôi số 4. Nó hơi cao mà có chi cành đầy đủ nha mấy anh em. Rồi cho chiều cao trước đi anh. 101. 101. Chiều cao
Ở đây mát mẻ quá ha anh Sơn. Dạ. Đây là không khí thoải mái. 24 anh ơi. 24. Rồi. Ở đây điện nước cũng đầy đủ anh. Dạ, điện nước đầy đủ. Quá sướng rồi. Internet được tới có luôn không? Dạ có. Rồi Zalo có luôn phải không? Dạ. Rồi, số đó cũng là số Zalo luôn phải không? Dạ, số này cũng là số Zalo luôn anh ơi. Rồi, cây này giá cây số 4 này có giá là 800.000. 800.000. Dạ. Bao ship toàn quốc luôn. Toàn quốc luôn. Dạ. Rồi, đổi cây luôn. Con số 5. Con số 5. Nó có một cái rễ nó cũng nôm cao lắm, chụm rễ nó chụm là một đống nha anh em, nó cũng đều hết trơn, không có thiếu gì nào. Rồi. Cũng có chi cành. Rồi hoành luôn nè. Hoành hơn 20 anh. 20. Dạ. Rồi. Cao 67. Cao 67. Quay đi. Rồi. Thôi số 5 này có giá 700.000. 700.000. Bao ship toàn quốc. Bao ship toàn quốc luôn. Rồi, đổi thôi luôn. Giá hữu nghị anh em ủng hộ mình anh em ơi. Rồi, giá hữu nghị. Rồi, hay này số 6. Rồi, số 6. Này nó cũng có giá. Nguyên lô luôn là anh có chế độ. Dạ, có chế độ giảm. Rồi. Ưu tiên. Cái này dán cũng thú nha mấy anh, mà nó có nằm cũng nguyên con dài nè. Dạ. Nó cũng da me nè chàng. Cao một cái đi. Cao 75 anh ơi. Cao 75. Rồi. Nó có chi cành. Dạ. Rồi 25. 25. Rồi, rồi, 25. Rồi quay vòng. Gián thú. Có chi gành đều. Rồi. Giá 700.000. Giá 700. Dễ chơi. Bao ship toàn quốc. Đổi cây. Okay. Phô số 8. Cây số 8. Nó cũng như thú. Mà nó cũng không có gặt như người ta. Dạng như quay thú. Dạ. Rồi lấy chiều cao cái nè. Chiều cao là nó 41. Cao 41. Này 17 à. Rồi 17 à. Nhỏ. Mini. Rồi giá. Mà nó cũng hơi khéo. Đây giá số 7 này nó 700 ngàn. Rồi số 7 700 luôn. Rồi dáng nó khéo không? Dạ. Dáng nó cũng khéo. Rồi, khéo. Rồi đổi cây. Rồi số 8. Dán nằm. Dán nằm. Dán nằm. À, thân cũng hơi lắc. Rồi, nó có cục bú. Cao. Cao. Cao nó là 31, 51. Cao 51. Bình nó 21 anh ơi. Rồi, 21. Rồi quay lên. Rồi. Cái này cái giá 8 này có giá 700.000. 700 luôn. Dạ. Bao ship toàn quốc. Bao ship toàn quốc. Số điện thoại mình là 0788 947 556. Rồi, phôi số 9. Số 9 này, khúc này nó cũng da me hết trơn nha anh em. Nguyên cái từ đây này. Rễ nó cũng đều, nó cũng dạng như giống thú. Rồi, cao luôn anh. Rồi, nó nằm chiều dài gì đi. Chiều dài này nó 87. Rồi. Hoành nó 24. 24. Rồi, xây ra. Rồi, giá luôn rồi. Số 9 này có giá 800.000. 800.
Bao ship toàn quốc. Dạ, bao ship toàn quốc. Rồi. Đổi thôi. Phôi số 10, số 10 có dáng thú. Gọn. Này để bàn chơi ngon. Nó cũng da me hết trơn. Rồi ngưng ra. Da me. Dạ. Quay quay chút. Rồi đâu quạnh. Ngược nữa con. Ngược lại ngược. Quạnh 21. Rồi, gần quạnh 20, 20 gần, gần 22. Gần 22 nhưng mà tính 21. Rồi. Cao luôn nè. Cao này 41. Cao 41. Quay. Phôi số 10. Phôi số 10. Có giá 700 nè. Rồi giá 700. Rồi đổi luôn. Phôi số 11. Phôi số 11. Có chi cành nữa anh em. Mình muốn chơi để chi cành chơi, còn muốn cắt cục lại, cắt cục cái này chơi cũng được. Rồi kéo chiều cao ra. Chiều dài nó nằm 92. Rồi. Hoành nữa nó. Hoành 21. Hoành 21. Quay. Rồi, phôi số 11 này có giá 700. 700 luôn. 700 ngàn. Rồi, 700 ngàn. Rồi, đổi thôi. Đây, số 12. Đây, số 12. Này nó giá này cũng thân thú, thú thú mà nó cũng đẹp lắm anh em, ghế nó đều hết trơn đầy đủ cho gửi bự bự không. Rồi, cao đi anh. Dạ, chiều cao 83. Rồi, cao 83. Đây, 20, gần 26, như 25 đi. Rồi, quay vòng. Rồi, số 12. Có giá 1 triệu. Bao ship. Bao ship toàn quốc nha anh em. Bao ship toàn quốc. Số điện thoại là 0788 947 556. Rồi. Rất mong anh em ủng hộ nha. Tiếp tục. Rồi. Đây. Phôi số 13. Số 13. Nó hơi quái. Dạ. Quá cái gì là trên này là rễ nó đương lại hết chân, một đóng lại là nó đương lại dính lại hết chân á. Tưởng tượng như hai con thú dính lại. Rồi. Thông số đi. Cao chứ đi. Cao tới nhỏ là 70. Cao 70. Quỳnh đo chỗ khúc có eo nhỏ này nha. Dạ. Eo nhỏ này nó 19. Rồi. Rồi quay vòng nữa đi. Rồi giá nhiều. Giá này 1 triệu 2. Rồi. Rồi quái ha. Dạ nó quái, dạ nó quái, nó dính quái. Lại hai ba con dính lại đùm. Rồi. Rồi, rồi. Phôi cuối cùng là cái phôi cao. Phôi cao. Bình trăm. Nè, hai tay, hai qua. Nhiều quá, cái gì chứ nhẹ. Để cái này viết kìa. Phôi cao. Số 14 nha anh em. Phôi là này phôi cũng là phôi cuối. Rồi, thông số chiều cao trước đi anh. Chiều cao này chắc một dây thước quá anh. Hết dây thước đó. 1,5 m. Dạ, 1,5 m. Cao 1,5 m.
Rồi. Liên lạc ha. Dạ. Hình liên lạc. Liên đều, rễ đều hết trơn, rễ bằng bắp tay không nha. Nó đều hết tròn hết trơn, không có thiếu chỗ nào nha. Rồi. Mình 40. Mình thân 40. Rồi, ở dưới này nó nở lắm nha mấy anh em. Rồi chỗ eo nhỏ chứ dưới này nó nở ra, đế nó nở dữ lắm nở. Rồi đó đường kính bầu thử coi như. Coi có gì đế đều hết chưa? Kéo từ bên đây bên kia. Không không, đeo đường kính thôi. Kính ngang vậy thôi anh. Ừ, kính ngang đó ngang thôi chị vậy. Rồi này 65. 65. Rồi, kính 65. Rồi, cái quần bầu nó trên 18 á. Dạ. Nó là đế nè, rễ nè bằng móc tay không à. Nó đều hết trơn, không có thiếu chắc, không có trống nào hết trơn. Rồi anh cho cái giá luôn đi. Cây 14 này cái giá 4 triệu rưỡi. 4 triệu rưỡi. Giá mềm nha anh em. Bao ship toàn quốc luôn. Dạ. Yeah. Rồi anh nhắc lại số điện thoại em rồi. Dạ. Yeah. Có để màn hình được rồi. Dạ. Yeah. Số điện thoại có để màn hình. Dạ, số điện thoại có để màn hình rồi. Thôi, thôi mến chào. Mến chào cuối cùng cũng chào, chúc anh em một ngày mới vui vẻ, hạnh phúc bên người thân. Cũng rất mong anh em ủng hộ cho mình. Rồi. Rồi xin chào tạm biệt anh em. Rồi xin mến chào tạm biệt quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào những clip sau. Đây, sẵn rồi mình đi ra những cái đồng ruộng của Châu Thành A đây. Cho bà con ở thành phố lâu lâu xem cái cảnh ở miền quê nha. Yeah. Rồi đây ruộng đồng đây. Rồi mến chào tạm biệt, rất cảm ơn quý vị đã ghé thăm kênh của mình. Hẹn gặp lại vào clip sau.